đưa cho Thận á. Em không có quen gặp em đưa cho Thận á. Nói bữa mày bảy đã chết mày nói vậy. Alo. Thứ bảy. Gió gì vậy? Alo. 55 Phúc Hiền, 27 Thành Đạt. Mười một Lương Què hả? Có 21 luôn nha. Phúc Hiền là Phúc Hiền đây. Rồi Lương là cao hơn không? Còn 19, số 19. 19 tên gì em? Nghĩa Ban. Rồi 255 nè, 55. 55. Chị Ke. Rồi. Rồi em mới vô tên em mới vô tên số 55 tên gì? Tu Tuấn hả? Hải Nhân hả em? Hải Nhân hả? Đây nè. Hải Đăng. À, Hải Đăng hình như là đá có cho đội giải trí đúng không? Đúng không? Rồi số 0, số 0. Thành Nhân. Chúng mua ngoài khởi. À, 21. Thành Đạt. 2 4 6 8. Quay lưng lại mình nha. Số 7. Số 7 Thái Minh. Lâu quá không gặp, ở quên tên. Còn cầu nữa, còn cầu nữa. Đây là thằng Mỹ Thú. À, 19 là gì quên quên rồi ta. Minh Khôi, Minh Khôi. Chào mừng quý khán giả các bạn, chúng ta đã có mặt tại sóng đá Hoàng Hậu của Sáu Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận giao hữu siêu điểm vào chiều tối ngày hôm nay. Trận đấu giữa hai đội cầu thủ 7 bé và cầu thủ Sáu Mỹ Tú FC. Cầu thủ trong hiệp đấu thứ nhất này thì cầu thủ cầu thủ 7 bé thi đấu phần sân tay trái của chúng ta trong vùng áo xanh quần đen các bạn. Còn cầu thủ Sáu Mỹ Tú thi đấu bên phần sân tay phải trong vùng màu áo biết không? Cũng như là màu trắng các bạn. Và trọng tài đang có chính trong đấu ngày hôm nay chúng ta đó là trọng tài Thanh Điền tại các quen thuộc tại sóng đá Hoàng Hậu Sáu Mỹ Hương. Đó là phải ghi điểm. Và bóng bóng chính xác của thủ môn Diễn Khang. Và để cho quý khán giả các bạn chúng ta tiện theo dõi ở những cuộc thi đấu tiếp theo khi môn này, và Di xin điểm qua những cái tên có mặt trong hình của hai đội bóng chúng ta. Bên phía đội cà phê bảy bé thì đấu một màu xanh, chúng ta có thủ môn Diễn Khang, có trung vệ là Kha Tôm các bạn, hậu vệ bên trái Huy Sang Lô, hậu vệ bên phải là Minh Khôi. Và tiền vệ chúng ta có cầu thủ số 79 Nhân Em, Ngọc Quý số 66 và tiền đạo chơi vị trí cao nhất cho cầu thủ số 33 Lộc Diếu các bạn. Còn bảy cái tên cao quân trong hình của Sáu Mỹ Tú FC, chúng ta có thủ môn ngoài cãi, có trung vệ trung vệ thủ số 27 Thành Đạt, hậu vệ biên trái là Tuyến Lĩnh, còn hậu vệ biên phải thủ số 11 đó là Lương Què các bạn. Ngoài ra còn có Phúc Hiền, ngoài ra có Phúc Hiền và Nghĩa Ban nữa các bạn. Để Lương Què làm gì đây, dứt điểm là Nghĩa Ban. Còn còn một cầu thủ nữa bên phía đội SC Sáu Mỹ Tú, đó là Thái Minh cầu thủ số 7. Toàn bộ 14 cái tên cao quân trong hình chính thức của hai đội cà phê bé và Sáu Mỹ Tú trong hiệp một này. Thái Minh các bạn thì chào Long Kaka, 7 giờ có like không mình duyên, mà 7 giờ anh không có like được em ơi. Ngày hôm nay lỡ hẹn với SC giải trí rồi, 7 giờ mình duyên không like được nha các bạn. Mắc kẹt rồi, bữa nay mắc kẹt rồi. Tới tháng các bạn ơi. Tối nay tới tháng rồi. Sẽ làm được bóng lên cho nó một hoàn khởi.
Thái Bình. Nghĩa ban các bạn. Không dẫn con. Dẫn là Nghĩa ban. À xin lỗi các bạn. Đó là Phúc Hiền các bạn nhé bạn. Rụng cắt vong của Chu Huệ Thanh Đạt. Hồi nữa chúng ta đang có mặt tại sông đá Hoàng Hậu của Sáu Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng để theo dõi trận đấu giữa hai đội Cà Phê Bé Bé và Sáu Mỹ Tú. Tỷ số hiện tại đang là 0-0. Trọng tài đang có chiến đó là trọng tài Thanh Điền các bạn. Mọi thông tin chi tiết như là số điện thoại của chủ sông đá Hoàng Hậu ở toàn máy ủi, bên đương đã cho chạy giữa bên dưới rồi, như là cho chạy trong phần mô tả, chúng ta có thể dễ dàng liên hệ qua chiếc điểm cao quý. Dễ dàng liên hệ với tổng máy ủi, số điện thoại là 0919864666 các bạn. Bạn có thể điện 24/24, điện lúc nào cũng được, đặc biệt là khung giờ từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng thì thoải mái. Đây là những em của đội chiến Lộc Vũ không bầu. Bạn là trường rất nhanh của Lộc Vũ nhưng rất tiếc là bóng đi vô không vòng. Bóng lên cho đúng không quay cái. Đây là Tiến Lĩnh chiến bóng. Đội chiến hướng đến vị trí cầu thủ số 19, đó là Nghĩa Ban các bạn. Ngọc Quý, Mùng Dĩ Khang. Vẫn là Ngọc Quý. Lọc Hiếu. Một đường truyền hướng đến vị trí của Huy Sát Lô các bạn. Luôn cao bóng rất kịp thời của Mùng Hoàng Hải. Xin chào Khánh Duy. Nói với Hoàng Nghĩa ghi ba bàn lãnh tô hủ tiếu của đội gì. Đó là nhận Khánh Duy các bạn. Nói với Hoàng Nghĩa mà ghi mọi hát chít thì tàu hồn tù đều dưới đêm các bạn. Đó là cú dứt điểm của Lâm Chiếu. Và góc dành cho các cầu thủ Cà Phê Bé Bé các bạn. Sẽ là một tình huống đá vào góc của Ngọc Quý. Một đường chuyền của Ngọc Quý, đánh đầu của Phúc Hiền. Quý xét luôn. Khung giờ 5:30 chiều thứ bảy là khung giờ của các cầu thủ Cầm Bé Bé các bạn. Ở các tuần các ngày trong tuần thứ bảy các bạn. Thứ bảy hàng tháng là dự điểm không đâu. Đó là dự điểm Thái Bình. Thứ bảy hàng tuần thì chúng ta sẽ gặp các cầu thủ Cầm Bé Bé vào khung giờ 5:30 tại sân đá Hoàng Hậu. Đây là Đồng Chiếu. Vẫn là các cầu thủ xanh. Kha Tôm. Ngọc Quý làm gì đây? Một pha đi bóng cho Kha. Đây là Lộc Diếu làm gì đây? Vẫn là Lộc Diếu. Rồi các bóng kịp thời của Phúc Hiền. Đây là Tiến Lĩnh và nó là Ngọc Quý là người mà một tuần 7 ngày đã hết 8 trận rồi các bạn. Còn Tiến Lĩnh thì cũng không thua gì Ngọc Quý. Một tuần 7 ngày đã hết cũng 7 trận à. Đó là một đội chiến của những em dành cho Lộc Diếu. Chào Khánh Ngộ Không. Và dưới điểm đó là pha dứt điểm của Ngọc Quý các bạn. Quỹ đạo của trái bóng này khoa học chưa chứng minh được. Đây là khoa học cần phải nghiên cứu kỹ hơn pha dứt điểm vừa rồi của Ngọc Quý các bạn. Quỹ đạo trái bóng đi rất khó chịu. Gắm vào góc chữ A các bạn, góc chéo. Rất đẹp, siêu phẩm Ngọc Quý. Còn người ta có góc chữ A không? Còn mấy ổi chủ sân thì có góc chữ B các bạn. Tỷ số đã được mở cho các đội cờ B bé bé rồi. 1-0. Mà đánh rất đẹp của Ngọc Quý. Lại là có siêu phẩm của Ngọc Quý nữa các bạn. Này thì về bên viên phải nghiên cứu lại cái tình huống quỹ đạo cho bóng này, nó đi khó chịu quá. Không biết quỹ đạo hình gì luôn các bạn. Khoa học cần phải chứng minh thêm. Để mình cho các đội cờ B bé bé. Đây là pha đi bóng của Nghĩa Ban được chưa không? Xin chào Trần Quốc Khanh, Khanh Cổ Không, Cà Phê Bé Bé Mã Đỉnh, đó là nhắn của Khanh Cổ Không. Là Thái Minh, trước đêm. Xin chào Kiệt Trường Thọ, chắc mùa này anh Quý lấy bàn tháng đẹp rồi. Cả bàn tháng đẹp này để là bàn thứ 3 trong tháng các bạn. Mới có bữa nay là mới có 5 tây tháng 10 thôi. Mới có mấy mấy ngày mà Ngọc Quý 3 bàn tháng đẹp siêu phẩm rồi. Chào Long Ca. Long Ca gọi là nhắn là Ngọc Quý mua giày ở đâu mà suốt ghê quá vậy. Ngọc Quý các bạn. Chào Khánh Ngộ Không, trái đó chắc lên kênh nữa rồi. Chắc ăn rồi các bạn.
Và đây là pha đi bóng của Tiến Lĩnh, cắt bóng thành công. Giờ Tiến Lĩnh làm gì đây? Dứt điểm, cầu bóng. Ông đi quân sang ngang các bạn. Bóng lên cho đúng không? Dĩ Khang. Tỷ số đã được mở cho cái đội cà phê bé bé và đó là bàn thắng Ngọc Quý, một siêu phẩm. Một siêu phẩm rất quái của Ngọc Quý các bạn. Quỹ đạo cho bóng thì rất khó chịu. À, ba người với những em. Những em làm gì đây? Dẫn lên những em, mà đội bóng hơi dài rồi các bạn. Đây là Lộc Hiếu. Đường truyền dành cho Quý Sạc Lô. Dẫn là Quý Sạc Lô. Đó là Nghĩa Ba, nó được chiêu vâu. Dẫn đi, cầu vâu. Đó là hòa điểm bóng Phúc Hiền các bạn, nhìn bóng đi hơi cao rồi. Khá đáng tiếc cho tình huống phản công vừa rồi cho của các thủ Sạc Mỹ Tú. Một nữa chào Khanh Ngộ Không, chào Long Ca Ca, chào Kiệt Trường Thọ. Chào quý khán giả và các bạn, chào 500 em đã vào xem live stream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Cầu thủ bé bé và Sạc Mỹ Tú. Tỷ số tại đang là 1-0 nghiêng về cầu thủ cầu thủ bé bé và đang thắng mở tỷ số của Ngọc Quý, một siêu phẩm các bạn. Lộc Hiếu. Lộc Hiếu làm gì đây? Bóng ra đi hết đường biên dọc, để biên cho các cầu thủ Sạc Mỹ Tú. Xin chào Chiến Quân. Hello Chiến Quân nha, Minh Chiến. Mình nhiên cũng mới vừa like ở Sóc Trăng mới về các bạn, xong rồi là tới xong đấu Hoàng Hậu like trận tiếp theo. Chiều thì U19 Sóc Trăng gặp U19 Vĩnh Long. Nó là hai đội thi đấu để tuyển chọn ra đội U19 để thi đấu giải U19 quốc gia các bạn. Các thủ trẻ chúng ta thi đấu rất tốt, rất nhanh. Đó là Minh Khôi, một truyền dành cho các em. Và Ngọc Quý. Xin chào Chiến Quân, chào Yến Nguyễn, đám cưới. Anh Thọ và anh Thọ. Thọ ở đây nhắn là đám cưới nhậu quá trời rồi, lẹ đi, về đêm cưới các bạn. Ok, cảm ơn anh Thọ. Anh Thọ giờ này có mặt ở trong sao Mỹ Tú rồi anh Thọ. Mỹ đang sao Mỹ Tú hay là đang ở nhà đây? Xe phát lên qua dành cho thủ môn Dĩ Khang, như vậy sẽ có sự thay đổi cầu thủ. Bà Lùng vào sân các bạn. Bà Lùng vào sân để thay cho Huy Sẹt luôn. Và mình nghĩ rồi Sở Mỹ Tú chúng ta có sự thay đổi người. Thành Nhân cũng vào sân các bạn. Thành Nhân vào sân để thay cho Thanh Hiền. Còn phía đội cầm về bé bé thì Bá Lùng vào sân. Xin chào Nguyễn Kha. Chào Thành Beta. Thành Beta gửi Tiến Lĩnh về đánh Visa nè. Đá banh gì nữa. Đó là nhắn Thành Beta các bạn. Và đội bóng dưới đêm đúng không? Và dưới điểm của Bá Lùng các bạn. Chào anh Beta, nhắn Tiến Lĩnh về đánh Visa thôi, đá xong trận này về đánh Visa nha em. Xin chào Nguyễn Kha. Chiều ai thắng với chú à? Chiều là đội U19 Sóc Trăng thắng 3-2 các bạn. Đó là phải đi, không hầu. Cú ga chân của Ngọc Quý. Xin chào Kevin Thắng, hello Bình Dương. Ok, cảm ơn Kevin Thắng. Chào anh Thọ. Đang ngồi coi like chừng nào. Em đi, anh mới đi. Anh Thọ, Thọ đang có like các bạn chứ không phải là đang trong đám cưới. Đây là thủ môn Dĩ Khang. Sẽ làm thủ môn phải công dành cho các thủ cà phê bé bé. Đây là Ngọc Quý. Vì là ông Thọ đang ngồi khác khác này biết rồi. Thì là những em làm gì đây? Những em, công bầu, giấc em bầu. Đó là cú sức bồi của Lộc Diếu. Trước đó thì những em cũng đã có đủ chiếu điểm rất mạnh của môn Hoàng Khởi, đã cản phá thành công rồi. Nhưng bóng đã dội ra ngay vào chân của Lộc Diếu các bạn. Mà không thể nào khác hơn được, Lộc Diếu đã điểm bóng kim hoàng lên số lên 2-0 cho cầu thủ áo xanh. Hello Hiếu nhỏ. Chào anh Cường Nguyễn. Là Minh Khôi. Đây là Nghĩa Ban. Nghĩa Ban làm gì đây? Chưa được các bạn, chưa qua được Minh Khôi. Chào anh Cường Nguyễn, hello Bình Dương. Chào đẹp quá, 4 tháng rồi không gặp Bình Dương. Đó là nhắn cầu dứt điểm, không bầu. Đó là hoa chiêm của Lộc Dứa các bạn. Cũng lâu rồi không gặp anh Nguyễn Cường. Thủ môn Nguyễn Cường của đội Ngã Bảy. Hello anh Nguyễn Cường. Hello Lê Thanh Phong. Lê Thanh Phong chắc cũng đang ngồi kháng đài VIP các bạn ơi. Đây là Tuyến Lĩnh. Rồi ông Thọ nhắn là Lộc Dứa mới đi thăm ghệ về có sức đá quá rồi. Đó là nhắn của anh Thọ các bạn.
Vú thì tách dấu, dấu. Thông ghệ về là bị xuống sức, nhưng mà Lộc Vú đi thông ghệ về là có sức. Lộc Vú điền chiền cho ba luôn. Lộc Vú làm gì đây? Đêm đúng không? Bạn là chân bằng chân trái của Lộc Vú các bạn. Lộc Vú lúc nãy này vừa ghi bàn bằng chân phải, bây giờ dứt điểm bằng chân trái nữa các bạn. Cầu thủ có khả năng dứt điểm bằng chân phải, có khả năng dứt điểm bằng chân trái. Cầu thủ có khả năng thưởng cả ba chân. Đây là nghĩa bàn. Những dứt điểm chưa thành công của Thái Minh. Và đây là ở đường chuyển Lộc Vú, Ngọc Quý. Ngọc Quý sẽ làm như đây. Một đường chuyền chính xác dành cho Minh Khôi. Vẫn là Minh Khôi. Và đây là Tiến Lĩnh. Đây là Thanh Nhân. Nhật em Lộc Vú không bầu. Lại làm được một dứt điểm bằng chân trái của Lộc Vú. À như vậy bên phía rồi cầu thủ bé có sự thay đổi cầu thủ. Minh Khôi rời sân. Và Hoàng Đầu Đen vào sân các bạn. Hoàng Đầu Đen vào sân để thay cho Minh Khôi và chơi vị trí hậu vệ biên phải. Xin chào một nữa chào anh Thọ, chào Lê Thanh Phong, chào anh Nguyễn Cường, chào Kevin Thắng, chào Nguyễn Kha, chào quý khán giả và các bạn chúng ta đã vào xem livestream của buổi trai đá bóng cà phê bé bé và xã Mỹ Tú các bạn. Là Hoàng Đầu Đen ném biên cho Kha Thông. Đây là một Nhĩ Khang. Và đây là Ba Lùng. Chào Kevin Thắng, siêu hủi Ngọc Quý Mãi Đỉnh. Đó là nhận của Kevin Thắng các bạn. Tỷ số hiện tại đang là 2-0 bằng thắng hòa tỷ số Ngọc Quý và bằng thắng số 2-0 là Vũ qua người rất hay. Đó là Hoàng Đầu Đen tóc mượt dứt điểm. Đây là tình huống ném biên cho các cầu thủ xã Mỹ Tú. Đây là Lộc Vú. Nhưng em đây là trung vệ Kha Thôn. Và đây là Kha Thôn là một thủ cũng khá đa năng các bạn, vừa có thể thi đấu vị trí trung vệ cũng như là có thể vừa thi đấu vị trí thủ môn. Và nói là những trận đấu sân mặt sân 7, sân 5 cũng như là sân 11 ở các mặt sân của ta các bạn, thì thủ môn một lợi thế của thủ môn là khiến ta thủ môn biết sử dụng những pha chuyền bóng bằng chân các bạn. Đó là một lợi thế của những thủ môn. Anh Toàn máy ủi ra cho Hiếu nhỏ ly cà phê sữa anh Toàn ơi. Đó là phải điểm không không? Phải điểm nghĩa quan. Bấm lên cho thủ môn Dĩ Khang các bạn. Kha Tôn. Đây là Hoàng Đầu Đen. Vẫn là các vụ cà phê bé bé, vẫn là Hoàng Đầu Đen. Để biên cho các vụ cà phê bé bé này. Đó được chữ Thanh Nhân, chữ được, Ngọc Quý đã có bóng thành công, Ngọc Quý đi chiên. Đó là ba cái bóng kịp thời của Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh chuyền bóng đến vị trí của Nghĩa Ban. Nghĩa Ban qua người, gắt cây, vẫn là Nghĩa Ban làm gì đây? Được điểm không bầu. Thủ cao bóng kịp thời khép góc của đội môn Dĩ Khang. Sẽ làm một tình huống đá phạt góc. Nghĩa Ban sẽ là cầu thủ đá phạt góc các bạn. Đó là ba bóng chính xác luôn Dĩ Khang. Cá thôi. Đây là Thanh Nhân các bạn. Đây là và phạm lỗi rồi. Dù bị phạm lỗi đó là Thái Minh. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt cho các thủ xã Mỹ Tú FC. Đây là một cự ly đá phạt khá gần trước thành của thủ môn Dĩ Khang. Chúng ta hãy cùng chờ xem pha phối hợp đá phạt của các thủ xã Mỹ Tú như thế nào. Tỷ số hiện tại đang là 2 nghiêng về cà phê bé bé và 0 nghiêng về xã Mỹ Tú các bạn. Thái
Bình đang đứng trước khoa đó mặt này. Tại Bình bóng chiếu qua cầu, một pha dứt điểm rất mạnh đây là chiếu đủ cắt bóng các bạn. Là như vậy một cầu thủ đã được tung vào sân bên phía đội Sa Mỹ Tú. Công Lý, đó là Công Lý các bạn. Công Lý cũng đã vào sân bên phía đội Sa Mỹ Tú. Công Lý vào sân và chơi vị trí hậu vệ trung vệ các bạn, trung vệ cho các cầu thủ Sa Mỹ Tú. Đây là Hoàng Đầu Đen. Xin chào Hướng Sơ Gà. Chẳng sao anh Lai không được rồi Hướng Sơ Gà ơi, chẳng sao mắc kẹt thôi. Chẳng sao có đá Hướng Sơ Gà. Chào Kem Vinh Thắng, chào Hướng Sơ Gà, chào Phạm Minh Tâm. Rồi Phạm Minh Tâm đuổi thành nhân về đi các bạn. Đó là Phạm Minh Tâm. Một đứa chào Hướng Sơ Gà, chẳng sao anh Lai không kẹt không được rồi Hướng ơi, chẳng sao anh mắc kẹt rồi. Một đường truyền khá mạnh của Thái Minh. Rồi lâu lâu Hương Sơ Gà đá banh đá chặn mà không có live stream luôn trời. Rồi thứ bữa thứ ba live stream mà không có Hương Sơ Gà. Đó là Ngọc Quý. Một đường truyền dành cho thủ môn Dĩ Khang. Xin chào Minh Hoài, chào Bình Duyên và toàn thể anh em. Ok, cảm ơn anh trai Minh Hoài. Đây là Khát không? Long Chiếu. Một pha đi bóng của Long Chiếu. Đây là Bá Lùng làm gì đây? Đó là đường cắt bóng của Công Lý. Sẽ làm một đường đá phạt góc cho các đội cà phê bé bé. Rồi Long Kaka vô bình luận cà kẹ Hưng Sơ Gà các bạn. Và sẽ đến với tình huống đá phạt góc. Đây là Ngọc Quý. Đánh đâu? Ở đầu cắt bóng của Công Lý. Tiếp tục là tình huống đánh đầu của Công Lý. Và đây là Nghĩa Bàn, đường truyền của Thanh Nhân. Những em vẫn là những em. Đó là đường truyền về dành cho thủ môn Dĩ Khang. Ngọc Quý các bạn. Đây là Khá Tôm. Long Diếu. Đường truyền Khá Tôm cho những em. Qua qua người chưa thành công các bạn. Và đây là Nghĩa Ban. Nghĩa Ban làm gì đây? Thái Minh. Thái Minh làm gì đây? Và đi bóng tốc độ. Vẫn là Thái Minh. Rất đông các cầu thủ áo xanh bên trong. Và đây thủ môn Dĩ Khang. Và con chính xác rồi. Đây là Khá Tôm. Vẫn là các hố xanh. Quá lùng. Đây Ngọc Quý các bạn. Ngọc Quý sẽ làm gì đây? Đó là gì nhìn cho Ba Lùng. Ba Lùng làm gì đây? Chưa được. Để không Ba Lùng. Ngọc Quý các bạn. Đó là đường truyền đến vị trí của Hoàng Đầu Đen. Nhưng luồng cắt bóng của Tiến Lĩnh. Thì 20 phút của hiệp đấu thứ nhất đã trôi qua. Sẽ có những sự thay đổi cầu thủ các bạn. Hải Đăng vào sân. Sĩ Ke cũng vào sân. Hải Đăng và Sĩ Ke giờ hai cầu thủ vào sân bên phía đội Sa Mỹ Tú. Còn bên phía đội cà phê bảy bé thì Hiếu Nhỏ cũng vào sân các bạn. Trận đấu được tiếp tục. Quang Đầu Đen như các em sẽ là một tình huống ném biên cho các cầu thủ Sa Mỹ Tú. Lương Què cũng đã được tung trở lại vào sân các bạn bên phía đội Sa Mỹ Tú FC. Đây là Khá Tôm. Vẫn là Khá Tôm. Ngọc Quý. Rồi ông Hưng Sơ Gà với ông Long Ca Ca bình luận cà khịa nhau và cười cà ca ca luôn bạn.
mày giờ nào cũng có gì vậy? Ai đây nào vậy? Đây là công lý một đường truyền dành cho thành nhân. Lướt qua, đường truyền dành cho xe kỳ. Và đi bóng của Hiếu Nhỏ và bóng kịp thời của công lý. Ở đây Thái Minh bóng vẫn còn các bạn. Và thủ môn Dĩ Khang cũng đã ra bóng gấp bóng kịp thời. Ba luôn. Ok, ông Sơn Gà qua đi em, qua là làm diễn viên hài, tấu hài rồi cho mấy chú vui rồi chứ. Có đèo xương ống ở đây là Hưng Sơn Gà ơi. Có lòng điều trị cũng đồng ý, đây là Dĩ Khang. Chào Long Kaka, chào Hưng Sơn Gà. Chào quý khán giả các bạn. Các bạn xem lên trên, cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Xin chào Long Kaka, chào anh Phương Hoài Điểm. Ok, bữa nay có 66 nữa rồi anh Phương Hoài Điểm ơi, Ngọc Quý. Một tuần 7 ngày đã hết 8 trận rồi. Anh Ngọc Quý. Ngọc Quý hiện tại đang có 3 siêu phẩm các bạn. Trong tháng 10. Đây là Nhật Em, Nhật Em có vô. Và qua người rất cay của Nhật Em rồi. Nhược điểm chưa thắng được thủ môn Hoàng Khởi. Thái Minh. Và qua người của Thái Minh. À có đủ phạm lỗi rồi. Đủ phạm lỗi của Kha Tôm đối với Thái Minh các bạn. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt dành cho cao thủ 60 tuổi FC. Còn để cho anh Phước quay em, chào anh Long Kaka, chào Hướng Sơn Kaka. Hải Đăng là đủ đang đứng trước pha đá phạt này. Hải Đăng dưới đêm. Thủ môn Dĩ Khang đã ôm bóng thành công. Là khá thông. Hướng Sơn Gà có đã nhắn là hết sôi sớm rồi. Ok, bữa nay Hướng Sơn Gà bắn đắt nha các bạn. Rồi, không quán ha. Vậy là hết sớm rồi. À, anh Hiệp hỏi còn bánh mì không Hướng Sơn Gà ơi. Còn rồi, còn bánh mì thì đem qua ổ bánh mì. Dứt điểm. Đó là phải dứt điểm của Nhật em. Một đường chuyền vào, đánh đầu. Một pha bật cao đánh đầu như xe ra bẫy của ba lùng các bạn. Nhưng pha đánh đầu cũng trúng vào người một cầu thủ 60 tuổi đi hết được 10 ngàn. Cú cắt bóng của Thành Nhân. Đây là Hải Đăng. Xin chào Hưng Sơn Gà có đã nhắn là kêu chú Hiệp chạy mua áo giáp mặc đi. Kêu mua áo giáp mặc đi bạn. Đây là Lương Hoàng các bạn, xin chào Thăng Tinh, Khá Tôm. Cà kẻ Khá Tôm các bạn, là nhắn có Thăng Tinh. Hiểu nhỏ đây là ba lùng. Dùng tay xô nhẹ chút xíu à. Khá Tôm, và đây là Dĩ Khang các bạn. Xin chào Thái Hiệp Tường. Kêu ba lùng về nhờ dõi mò nhau được rồi. Đó là nhắn của Thái Hiệp Tường các bạn. Ok, cảm ơn quý khán giả đã vào xem livestream nha. Rất đông khán giả vào xem và bình luận để cổ vũ cũng như là cà khịa các bạn. Không quên cà khịa các vũ chúng ta. Hên là nãy giờ chưa có ai cà khịa trọng tài các bạn. Đây là Bá Lùng. Bá Lùng làm gì đây? Đỏ lùng được cho khe dành cho Nhật Đen. Nhật Đen làm gì đây? Gấp khe dành cho Nhật Em. Gấp kỹ thuật. Nhật Em chuyền bóng và mình bên trong có Ngọc Quý các bạn. Ngọc Quý có bầu và dứt điểm bóng chung của ông Dông. Ngọc Quý chủ động dứt điểm một góc cao. Sẽ là một tình huống ném liền cho cao thủ sao mới đúng. Xin chào Hưng Sơn Gà, bữa nay em đá bên Mỹ Hương, kêu chú Hiệp mua áo giáp mặc đi. Dạ không anh, không mưa đâu, có mưa lát em lấy cái vụ được. Đây là Thái Minh. Và này bóng hơi dài các bạn. Đây là Hiếu Nhỏ. Ngọc Quý. Khá Tông.
Cửa Chiền cho nó một dĩ khang. Xin chào một nữa, chào Long Ca Ca, chào Hương Sơ Gà, chào Thái Hiệp Thường. Long Ca Ca có nhắn là trọng tài hít sáu đi, đừng thổi kèn. Hít sáu khó lắm nha Long Ca Ca. Cũng gọi hít sáu là đâu phải hít sáu được là dễ đâu. Là thanh nhân. Nghe xin lỗi bạn, đó là Hiếu nhỏ. Người Chiền về dành cho thủ môn Dĩ Khang. Người này khác không? Đúng rồi, ở càng là đám khác nữa. Đó là bài giới thiệu của Kha Tôm. Xin chào Hương Sơ Gà. Chú Điền mặc đồ đi coi đua ghe ngò hay đi thổi trong tay vậy? Nào nào mới nhắc rồi. Biết thế nào nói là nói trong tay là bị cà khẽ liền. Thì anh Điền mặc đồ trong tài đẹp gì mà nói gì vậy Hương Sơ Gà? Đây là thành nhân, đây là công lý của bạn. Vẫn là các cầu thủ sáu mấy tú. Người Chiền rất hay thành nhân. Đủ qua người chưa thành công học quý. Tỷ số hiện tại hiện đó là 2-0 nghiêng về các cầu thủ cầm bé. Mà thắng mở tỷ số với một siêu phẩm của Ngọc Quý. Và sau đó thì cầu thủ nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ cà phê bảy bé các bạn. Đó là Lộc Diếu. Ngọc Quý có hay anh góp cho Hoàng Đầu Đen không nhắn con. Hương Sơ Gà nói đuôi gai ngò cũng như nói đuôi gai ngò bởi vì nhắc đến đuôi gai ngò các bạn. Ta cũng sắp đến đại hội đuôi gai ngò của Sóc Trăng chúng ta rồi. Hiện tại thì các đội ở các chùa chúng ta đang tập luyện rồi. Đây là Ngọc Quý. Một lần chiến, hướng đến vị trí của những em như chưa thành công. Bên giữa nha. Cả Long Ca Ca. Thanh Nhân. Đường chiến dành cho đây là CK. Đó là một đường chiến của Thái Bình các bạn. Nhưng chưa thành công. Đó là đường chiến Ba Lùng. Và đó là đường truyền của Hiếu nhỏ dành cho Ngô Dĩ Khang. Và đây là Ngọc Quý. Đó là Hiếu nhỏ. Và đây là Tám Nhân. Hãy đăng các bạn. Đường truyền Thái Minh. Thái Minh rất hay. Một pha xử lý rất hay của Thái Minh. Thái Minh bỏ bóng qua dứt điểm bằng chân phải các bạn vào góc chéo. Cũng gắn cái số chỉ còn 1-2 cho cầu thủ sáu mấy tú. Cũng dứt điểm từ xa của Ngọc Quý. Tỷ số đã được cũng gắn 1-2. Còn cách được cũng gắn 1-3 các bạn. Xin chào anh Linh Bà Ná nào, 15 lon rồi mình đến gì? Ok, bữa nay lên 15 lon rồi. Dứt điểm, không bầu. Lại là 3 giây điểm của Thái Minh. Ông Linh Chuối bữa nay lên 15 lon rồi, hôm qua 10 lon. Bữa trước thì 14 lon. Một tháng 30 ngày nhậu hết 29 ngày rồi. Chào Phúc Gũ Ghiền, hello Phúc Gũ Ghiền. Mới gặp Phúc Gũ Ghiền tại Mỹ Hương nãy quay. Đó là chuyện Ngọc Quý. Và đây là Nhật Em. Nhật Em làm gì đây? Không bầu. Và cầu bóng kịp thời khép góc của Hoàng Khải. Quy sẹt luôn cũng đã được tung trở lại vào xong. Mình biết đâu cà phê bé bé. Đây là Quang Đầu Đen. Bố Lê. Một pha ngã ngơ Bố Lê của Quy Sạc Lô. Chào Long Ca Ca. Nó lên 15 lon mà lon 100ml. Một nữa chào Long Ca Ca. Chào Phúc Bù Ghiền. Chào Linh Bà Ná Nà. Chào Hương Sơ Ga. Quý khán nhau các bạn. Chào năm cho anh em đóng vào xem live stream của Vũ cho hai đội cà phê bảy bé và sáu mấy tú. Tiền số hiện tại đang là 2-1. Và trọng tài đang có 9 trong đấu hôm nay. Chúng ta đó là trọng tài Thanh Đình. Ta đang có mặt tại sông đá Hoàng Hậu của Sáu Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Đó đường truyền của Hiếu nhỏ. Và đây là công lý. Hãy lời em trai Quỳnh Trạng Tán Trạng. Thái Minh bóng dẫn con. Rất kỹ thuật Thái Minh. Quá hay các bạn. Và xử lý rất hay của Thái Minh.
Hải Minh vừa ghi quang sáng bằng tỷ số 2 đều cho cao thủ 60 tuổi. Một pha xử lý và dứt điểm rất đẹp của Thái Minh các bạn. Và vừa rồi thì trái bóng của Thái Minh dứt điểm thì cũng đi quỹ đạo rất khó chịu. Quỹ đạo của CR7 các bạn. Hai đội chúng ta đã qua nhiều quả xuất phát rồi. Hello Tấn Trạng, hello Hương Sơ Gà. Rồi đã nhắn là đội Sao Mỹ Tú hay quá. Đội Sao Mỹ Tú hay quá, đội quán Hiệp Châu đá còn muốn bình. Đó là nhắn của Hương Sơ Gà. Ngày kia ông bầu Hiệp nữa rồi. Hương Sơ Gà. Lát nữa qua gặp anh Hiệp Xuyên Ống nha Hương Sơ Gà. Còn Hương Sơ Gà một nghệ sĩ hài trên sân cỏ các bạn. Có Hương Sơ Gà thì trận đấu sẽ vui hơn, hấp dẫn hơn. Đây là ba đi bóng của những em. Học quê không vào. Cho đến thời điểm tại thì 4 bàn thắng đã ghi và chia đều cho hai đội bóng chúng ta. Và trong đó chúng ta có một siêu phẩm học quý, một siêu phẩm rất hay, rất đẹp của Thái Minh các bạn và của đúc của Thái Minh trong trận đấu ngày hôm nay. Đó đường truyền của Nghĩa Bàn và đây là Thái Minh. Dẫn Thái Minh rất kỹ thuật. Thái Minh đường truyền không vào. Và các bóng của Huy sạc lô. Và góc cho các đội 60 tú. Hello Tấn Trạng, hello Hưng Sư Gà, hello Hưng Long Ca Ca các bạn. Quá hay quá dẫn cho trận đấu ngày hôm nay. Thì số hiện tại đang là 2 đều. Hải Đăng. Dẫn là Hải Đăng. Lượng các bóng của Quang Đầu Đen. Nhật em các bạn. Quang Đầu Đen. Kha Tôn. Dẫn là các vụ Cà Phê Bé Bé. Dẫn là trung vệ Kha Tôn. Ngọc Quý. Đây là xe kỳ xì ke. Đây là tình huống đường truyền của Lương Què các bạn. Đó là Thái Minh đường truyền nhìn cho Nghĩa Bàn. Nghĩa Bàn chỉ bóng vào. Đủ cắt bóng kịp thời của Quang Đầu Đen. Sẽ nằm vào tình huống đá vào góc cho các cầu thủ 60 tú. Thì Lộc Vũ sẽ được tung trở lại vào sân để thay cho những em mình phía đội Cà Phê Bảy Bé các bạn. Nghĩa Bàn sẽ nằm vào góc cho các cầu thủ 60 tú được chỉ bóng. Bắt đầu của Hoàng Đầu Đen. Là Thái Minh. Đội bóng chưa thành công. Luôn lớp bóng của cầu thủ số 11 đó là Lương Què nhưng chưa thành công. Đây là Hoàng Đầu Đen. Kha Tô. Đây là Hiểu Nhỏ làm gì đây? Không vào. Và đội bóng kịp thời của Hoàng Khải. Đây là Lương Què làm gì đây? Đó là ông đưa chiên. Đúng không? Dĩ Khang đã bóng chính xác rồi. Ông nào đặt cái biệt danh cho Lương là Lương Hoàng cũng ác thì chứ bạn. Đây là đường chiền của Hiếu Nhỏ. Lộc Diếu. Lộc Diếu làm gì đây? Ngọc Quý. Vẫn là các đồ cầu thủ Bé Bé. Hiếu Nhỏ. Quả người rất hay. Hiếu Nhỏ như đêm. Công bầu. Đủ dứt điểm bằng chân trái Hiếu Nhỏ nhưng chưa thành công. Vệ Thanh Hiền sẽ vào sân. Bên phía đội FC 60 tú. Kè gà áo, gà áo luôn kìa em. Đó gà áo kìa. Lưng lưng em ngang kìa, lưng em ngang kìa. Trận đấu chúng ta được tiếp tục quan gáy. Và đó là hoa cắt bóng của Công Lý, tình huống cắt bóng Kha Tôn. Hà
phải mình. Sẽ là một đội đá phạt dành cho các thủ cà phê bé bé các bạn. Kato Dĩ Khang vẫn là cầu thủ áo xanh cà phê bé bé. Quý Sang Thu Ngọc Quý và lại là Hiếu Nhỏ sẽ là một đội đá phạt dành cho các thủ áo xanh. Ngày về hiệp 1 chúng ta sẽ có 2 phút vui giờ. Ngọc Quý đang đứng trước và đá phạt này. Quý điểm Ngọc Quý không bầu. Ngô Hoàng Khởi đã căng quá thành công. Không đi hết được bây giờ. Xin chào anh Trang Tuấn. Hỏi giùm anh, nhắn giùm anh hỏi là thắng Kevin có không? Anh chạy lên. Đó là nhắn của anh Trang Tuấn các bạn. Hỏi là có đá me không? Anh chạy lên. Là khá to các bạn. Rồi chào bóng về dành cho đúng không Dĩ Khang. Khá thơm chỉ bóng cho Hiếu Nhỏ. Và đây là khá thơm. Chuyện của đúng không Dĩ Khang và Quý. Và Quý cho khe. Đó đường chuyền dành cho Hoàng Đầu Đen. Dứt điểm có bóng. Và điểm bóng của Lộc Diếu nhưng hơi cao các bạn. Ông đi quọt sang ngang. Công Lý. Công Lý chuyền bóng. Tình huống quyền vị của Nghĩa Văn. Đây là trung vệ Kha Tôn Ngọc Quý. Trả anh Thanh. Đó là bàn tay góc của Lộc Diếu. Rủng cắt bóng kịp thời của cầu thủ số 1 Phúc Hiền. Sẽ là một tình huống đá phạt các bạn. Đá phạt cho các cầu thủ cà phê bảy bé. Chúng ta sẽ đến với tình huống đá phạt của Hiếu Nhỏ. Rượu chiến bầu. Tại là Hải Đăng. Rượu cắt bóng kịp thời của Hoàng Đầu Đen. Tại vì trong tài Thanh Điền cũng đang hỏi coi. Kết thúc hiệp 1. Kết thúc hiệp 1 thì hai đội bóng chúng ta đang tạm hòa nhau với tỷ số là 2 đều. Tại vì xin mời quý khán giả các bạn chúng ta nghỉ nào trong ít phút. Và ngay sau đó sẽ tiếp tục quay trở lại theo dõi hiệp đấu thứ 2. Chào anh. Anh sao có wifi có like gì không? Không anh ơi, về đi mắc kẹt rồi. Về đi đám hai cái đám. Đám khởi gì? Đám nhóm họ bà con nữa nè, bây giờ khởi vô rồi vô khởi nữa nè, khởi mai sáng mai khởi sáng mai. Cái gì Kha Tôn? Hồi em nhảy vô khởi nữa. Đá vậy chứ hẹp đừng la nha, đá kêu đừng kêu lên lên không chuyện chứ, đá biết nhiều đội luôn đó, không có đội nào lên chuyện chứ, đừng có đội Ba Chung ngày xưa luôn lên là không giờ chuyện, kêu mà lên mà lên là chạy về lên chạy về, đội mới gặp thận quay phim ghé ông thận cười tinh tép lên đội nào vậy đá cho tôi gôn vậy nữa rồi đá cho mà vậy phòng y tế lên vậy mà chuyện lên công giờ thở. Mình có tặng mình là biết nói lắm, chuyện thôi rồi đi về.
cái vụ mà đá cãi lộn đâu, chuyện chuyện thôi chạy về mình được. Mà thứ ba em cũng quay mà, thứ ba em có like mà anh Tùng. Thứ ba trước là em đi đâu ta, em đi đá giải mà phải không? Em đi đá giải. Biết sao đá rồi, em biết sao mà đá mà chè không chuyện được không la không? Lát nghe, tại mắc kẹt em về em đi đi đám rồi. Có đá lại không để? Có nào đá tôi đâu có la đến nào đâu, mình xin tôi đá lại rồi, tôi đâu có la gì đâu. Đá giờ nó bóp, bóp lên chè tôi không giờ đó, không biết, bình thường. Gia trạm bình thường, cố tình đá hay cố tình ra đá thường bình thường. Tôi đá bình thường lắm, ai cố tình đá tôi có tình thì cũng không la nữa mà đá chơi bình thường. Cố tình đá thôi, cố tình. Tôi đá ba lần chuyện gì đó, tôi chạy về. Đá đâu, tôi đá biết tôi đậu luôn chứ không phải là đá bằng chặn. Đá chơi mà, có chơi nhà. Em đá có ai đá, mà không thử đá, đá thôi ra đá được. Thế, đá có đi đâu dành banh đâu, banh trong trò anh chứ anh, cứ đá bình thường thì tôi đâu có đá. Cái gì anh Tùng? Cái vụ giãn cơ đó là anh, nếu mà anh muốn đá được là anh phải xịt. Anh xịt hoặc là anh sức cho nó lạnh vô á là anh mới đá được. Còn thôi là đá không được đâu. Em nói là bị cái đùi phải không? Bị cái đùi là về nhà mà cái lúc mà mình cởi quần ra đó nha. Ở quần thôi đi toilet á là thầy ơi chịu nổi luôn á. Em đỡ đá bình thường vậy không có tranh bánh, anh có bánh với lửa thoải mái, em không có giờ tranh bánh vậy là bánh hư mới lấy, còn bánh trong tốt gì lấy đá thoải mái. Đá cái này có gì đâu, lần đầu trả tiền chứ có dành lập cái gì cơ, không có giờ dành bánh luôn thiệt hả? Đá lấy về chắc về rồi chặt điểm hết á, ngồi đá chơi đúng. Không đầy cầu lông chưa chơi đấy kìa, cầu lông lên sửa à, anh điện nó rồi, điện nó toilet rồi. Gai, gai này gai rồi. Anh dễ chơi lắm rồi, đá vô sách vô rồi tao đá rồi giờ không thiếu bánh đấy. Đá thường thường đá thường. Anh thì sát mà đục đá đục. Mấy tháng mà sinh cục là thấy còn hơi quê. Đá mấy tháng trời mà sinh cục là hơi quê. Đâu có dành banh đâu. Banh đó mình đá mà đằng nhào vô đó biết chơi. Đá mà ý là đá ý là còn né banh đó hả? Đúng mà rồi. Bị sưng à. Rồi tới banh mình đá là nó nhào vô mình đá đấy thì sao giờ? Trời ơi, banh của mình mà nó nhào vô mình đá thì sao? Tại vì vậy trong tài thanh niên cũng đã thổi còi để hiệp hai được bắt đầu. Cái lúc 11 thì hai đội bóng cà phê bé bé như là sở với tú chúng ta hòa nhau với tỷ số là 2-2 các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem trong hiệp đấu thứ hai này tỷ số sẽ thay đổi như thế nào và các cầu thủ trên sân của chúng ta sẽ có đến quý khán giả các bạn những pha bóng hay, những pha bóng đẹp như là những siêu phẩm như nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và trong hiệp hai này liệu đội bóng nào sẽ ghi bàn trước đây các bạn, chúng ta hãy cùng chờ xem vì tỷ số hiện tại đang là 4 bàn thắng một chia đều cho hai đội bóng 2-2. Đây là một diễn khai bá lùng. Đây là nhiều các em. Các em chuyền bóng dành cho tài là Hiếu nhỏ. Hiếu nhỏ chuyền bóng. Bóng này chạm tay của Tuấn Lĩnh sẽ làm cho đá hoàng dành cho cầu thủ cà phê bảy bé các bạn. Không có đau chùi tay giống giấu không đâu. Của Duy Điện ơi. Đó là pha dứt điểm của Cà Tôm Hiếu nhỏ. Cá tôm các bạn. Quá nhanh quá nguy hiểm. Cá tôm đã có thủ dứt điểm rất nhanh. Ghi bàn đánh số lên 4-3-2 cho cầu thủ cà phê bảy bé các bạn.
còn là lời truyền của Hiếu nhỏ dành cho những em dứt điểm không bầu và cản phá của Hoàng Khởi. Rủ cắt bóng Hải Đăng. Ta sẽ đến với một tình huống đá phạt dành cho cao thủ xã Mỹ Tú. Đây là Công Lý. Hải Minh. Dẫn Thái Minh các bạn. Mình truyền dành cho Hải Đăng. Ok, Nghĩa Ban. Đó ba lùng. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho cao thủ cà phê bảy bé. Đây là Dĩ Khang, mình truyền nhạc viên cho Huy Sát Lô. Phát bóng của Hải Đăng. Ném viên dành cho cao thủ áo xanh. Nhất em các bạn. Đây là Công Lý. Sẽ làm thủ đá phạt lên dành cho cao thủ xã Mỹ Tú. Xin chào Tấn Trạng, nhắn với Luân bên xã Mỹ Tú chạy về nhà em nhậu. Đó là nhắn của Tấn Trạng các bạn. Đó là nhắn của Tấn Trạng. Nhà em ở đâu nổ địa chỉ luôn đi Tấn Trạng. Đây là Hiếu nhỏ. Đụng cắt bóng của Công Lý các bạn. Sẽ làm tình huống ném biên cho các đồ cà phê bảy bé. Khá thôi. Đây là Ba Lùng. Nhường các em. Và đây là trung vệ Kha Tôn. Và cặp bóng của Nghĩa Ban. Nghĩa Ban làm gì đây? Đưa chị Thái Minh. Chưa được. Tình huống bắt tay của Kha Tôn các bạn. Vẫn là Kha Tôn. Và đó là truyền về chân ngôn Dĩ Khang. Ba lùng. Đây là trung vệ Kha Tôn. Lòng Hiếu rất nhanh như vậy. Nhớ các em. Đây là Hải Đăng. Nộp được cho Kha nhưng chưa được. Đây là trung vệ Kha Tôn. Cú dứt điểm không bầu. Bóng lên trên vùng Hoàng Khởi. Đây là Tiến Lĩnh. Đây là Ba Lùng các bạn. Đây là Thái Minh. Thái Minh qua người rất kỹ thuật. Thái Minh vô. Quá chít của Thái Minh. Thái Minh vừa có một thủng qua người và thủng cửa lòng. Ghi quang sang màn số 3 điều các bạn. Rất hay. Cũng hát chiếc của Thái Minh trong trận đấu ngày hôm nay. Hai đội chúng ta tiếp tục quay về và xuất phát trên số là 3 điều. Đây là Ba Lùng. Đây là Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh đâu chiên, chưa được. Đó là Dĩ Khang, một chiếc cho Kha Tôn của anh. Lâm KK gọi là nhắn là anh Hiệp đã thấy Thái Minh thi đấu. Là nhận Long Ca Ca mày. Là Hiếu nhỏ. Đó là Nghĩa Ban. Long Ca Ca là Long Ca Ca đó anh. Này Thái Minh không bầu. Bóng đi vô cầu dọc. Đó là hòa điểm bóng với những em. Một đường truyền của Công Lý dành cho Hải Đăng. Hải Đăng sẽ làm gì đây? Hải Đăng chiêu vô và có bóng Kha Tôn. Ném biên cho các hữu xã Mỹ Tú.
giờ này thì anh Toàn máy ủi chủ sông đá Hoàng Hậu mới ra đứng ở vị trí quen thuộc các bạn. Nãy giờ mắt chạy xô như ca sĩ các bạn. Đây còn máy ủi chủ sông các bạn. Siêu phủi của câu lạc bộ giải trí một vận động viên, một cầu thủ rất là tiềm ẩn là khá tốt. Ba đường ở chuyện của Dĩ Khang, một đường chuyền của khá tốt, chưa thành công của bạn. Bóng lên dành cho thủ môn Quang Khởi. Rồi Long Kaka có thể nhắn là chạy xô sách nước nữa ha anh. Chào Hồ Sang, kêu anh Toàn mang giày vô. Hồ Sang, kêu anh Toàn mang giày vô bạn. Sách nước đâu có cần mang giày đâu Hồ Sang. Rồi tình huống đi bóng của Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh làm gì đây, chi vô. Môn Dĩ Khang đã bóng chính xác rồi. Ok đúng rồi, chạy xô sách nước đó Long Kaka. Long mày ủi chạy xô thì chạy xô sách nước thôi. Hoặc lượm bóng các bạn. Chủ sân mà bắt lượm bóng như chạy xô sách nước không. À mới thua đá me các bạn ơi, mới thua đá me. Còn có chạy xô đó, còn chạy xô domino. Thằng này hiểu nhỏ. Đó là quy sạc lô. Người chuyền của Công Lý dành cho Nghĩa Ban. Đây là dưới các bạn, người chuyền, chưa được. Và đi bóng của Lâm Diếu. Bóng đã đi hết đi bên dọc. Sẽ làm một tình huống ném biên cho các thủ Sở Mỹ Tú SC. Tiến Lĩnh. Vẫn là Tiến Lĩnh. Ném biên cho các thủ Cà Phê 7 bé. Lâm Diếu. Bóng chung sang ngang các bạn và đập đất. Thủ dứt điểm cất bàn của Lộc Vũ. Rồi pha đá bóng của Nghĩa Ban. Đây là ba lùng. Rất kỹ thuật, rất hay các bạn. Giải trí 1 và giải trí 2 là pha dứt điểm. Đó là cú đúp của Lộc Vũ. Lộc Vũ vừa có bàn thắng thứ hai cho riêng mình, nâng số lên 5-3, xin lỗi bạn 4-3 cho cà phê 7 bé bạn. Xin chào Trần Quỳnh Khang, đội nào đá vậy? Cà phê 7 bé và sẵn với Tú các bạn. Và đây là đường chuyền cầu thủ số 27 là Thành Đạt. Cú dứt điểm, lại điểm của Thành Đạt. Để điền cho các cầu thủ xã Mỹ Tú. Tên Ngọc Quý các bạn. Sẽ làm tình huống đá phạt dành cho cầu thủ xanh. Ngọc Quý chuyền bóng dành cho những em và các bóng Công Lý. Xin chào Tô Thế Vân, Tăng Thế Vô. Sân này ở đâu vậy Bình Mỹ Duyên? Cá. Sân này là sân ở Dubai. Ông chủ sân là ông này. Mày nè các bạn. Tô Thế Vân, có cà khịa gì anh Tổng mày ủi không Tô Thế Vân? Tô Thế Vân là một tuần lên sân hết 6 ngày rưỡi rồi mà hỏi sân này thằng nào. Đây là ba đi bóng Long Vũ. Công Lý các bạn, đây là Hải Đăng. Và đây là Tiến Lĩnh. Hello Thanh Phong. Hello Hữu Phước nha. Đụng cắt bóng của ba lùng. Cảm ơn Hoàng Khởi. Giữ điểm vào. Đụng sai lầm của thủ môn Hoàng Khởi các bạn. Và những em cũng đã có tình huống cướp bóng rất nhanh. Nghĩa Hoàng nâng số lên 5-3.
Thành An. Giờ Minh Võ đã nhắn là kêu Thành Nhân về em đợi anh ơi. Đó là nhắn của Minh Võ. Ok, những em có vô sẽ là một thủ khóc lên cho một bạn ấy. Để mình cho đồ sạc cái tú. Chào tôi đấy bạn, kêu kim tông mèo ở vô phòng ngủ bạn. Đứng đây người ta kêu bạn không được, ra ra cà. Cà kia đâu, mới đây cà kia chủ sang rồi. Ngọc ơi, không vào. Và góc cho cái đồ bóng xanh. Một nữa chào tôi nếu quan chào Minh Võ, chào Hữu Phước. Chào quý khán giả và các bạn đã vào sân đây chìm có buổi cho hai đội bóng chúng ta cộng về bé bé và sáu mấy tú. Tỷ số hiện tại đang là 5-3 nghiêng về các thủ cộng về bé bé và các là 2-3. Lâm Diếu. Là Công Lý. Công Lý chuyền bóng. Là Dĩ Khang. Đủ dứt điểm của Dĩ Khang đó các bạn. Bóng lên trên một bàn cậy. Đây là khác không? Đó là đường truyền của Ngọc Quý. Và đây là Thái Minh làm gì đây? Đường cho khe dành cho Nghĩa Bàn. Nghĩa Ba chiếc đêm không vào. Sẽ là tình huống ném đi cho các cầu thủ xã Mỹ Tú. Chào tôi Đéo Văn nha. Cả kia anh toàn hoài luôn nha. Và các bóng của Ba Lục Hải Đăng. Và đây là Công Lý. Ném biên cho cầu thủ Sáu Mỹ Tú. Ba luôn. Sẽ là tình huống ném biên cho các cầu thủ Sáu Mỹ Tú. Là hiểu rồi đó. Hôm nay kêu anh Hiệp. Sẽ làm rượu nấu ăn dành cho các rượu cà phê bảy bé các bạn. À xin lỗi bạn, ném biên. Ném biên ngược lại cho rượu cà phê bảy bé. Ném biên ngược lại dành cho các rượu sao mấy tú. Đó là một đường chuyền của Tiến Lĩnh hướng đến vị trí của Nghĩa Ban. Nghĩa Ban làm gì đây? Đường chuyền Thái Minh. Cú bóc cờ của Thái Minh các bạn. Một ngày rất có duyên ghi bàn của Thái Minh. Thái Minh đã có 4 bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Cũng ngắn đến giờ chỉ còn 4 năm cho cầu thủ Sáu Mỹ Tú. Cả 4 bàn thắng của đội Sáu Mỹ Tú đều do Thái Minh ghi các bạn. Ngọc Quý cũng dứt điểm từ xa. Không đâu. Bóng đi quán sang ngang. Quỹ đạo cho bóng đi rất khó chịu. Khá tôm cũng dứt điểm. Sẽ là thủ không lên. Thủ không quay khởi. Hồi nãy thấy thấy cây chay dứt điểm của Quỷ nãy không? Cái đầu tiên như bạn á. Cũng đôi ra chai đàn bán xôi. Đúng không? Dĩ Khang. Đây là khá to của bạn. Đây là quá luôn. Vẫn là ba luôn. Đúng không? Dĩ Khang. Lọc Diếu. Đó là diện Ngọc Quý các bạn. Vẫn là các cầu thủ cà phê bảy bé. Lọc Diếu. Ngọc Quý các bạn. Sẽ là một tình huống phóng lên cho thủ môn Quang Khải.
và đây là Thái Minh. Chưa được. Học Quý. Chọt khe. Đó là đường chọt khe dành cho những em. Để biên cho các lỗ xanh. Đây là Hiếu Nhỏ. Hiếu Nhỏ chuyên bóng hướng đến vị trí như các em. Những em đánh góc, cầu lý không có thành công. Đội công lý đường chuyền hướng đến vị trí của Tiến Lĩnh. Và đây là Nghĩa Quan. Nghĩa Quan chiếu bóng vào góc cho các thủ sao mới đúng. Đánh đầu và bà con đánh đầu Tiến Lĩnh chưa thành công, sẽ là đội ném pin lên cho các thủ cà phê bảy bén. Khá đâu, đó là một đội chuyền của Ba Lùng các bạn, và chú ý chưa thành công của Đồng Diếu. Qua đây là Nghĩa Bon được chiến vô, chỉ khang đã bóng chính xác rồi. Ngọc Quý, Ngọc Quý chuyền bóng đến vị trí của những em từ cắt bóng của Hải Đăng. Và đây là Ba Lùng. Ba Lùng chuyền bóng dành cho những em rất kỹ thuật. Những em đang đi đây, được chuyền giặc biên Ngọc Quý dứt điểm và dứt điểm bằng máu ngoài chim vải của Ngọc Quý các bạn rất hay. Rồi dứt điểm một chạm từ được chuyền giặc biên của Ba Lùng. Ngọc Quý vừa ghi bàn này 6-4. Và đó là cú đúp của Ngọc Quý trong trận đấu ngày hôm nay. Và xử lý rất hay của Ngọc Quý các bạn, rất cảm giác. Đây là Thanh Đạt. Và khá thơm là có bóng thành công. Đúng chuyền bóng cho Ngọc Quý. Ngọc Quý chuyền bóng dành cho những em. Chưa được. Công lý các bạn. Thái Minh. Đây là Ngọc Quý. Nhiếp Phong bộ kinh dân làm díu các bạn. Tiến Lĩnh và cái bóng của Ngọc Quý. Em đâu phải người chơi bóng ruộng mà đâu phải ngoài chợ. Ở quần què chạy quần ghiên có còn chạy nổi cái này ai mà chạy nổi. Đầu các bóng của Hiếu Nhỏ và đây là Hải Đăng. Nghĩa Bàn sẽ làm hướng đến biên cho các thủ áo xanh. 20 phút của hiệp thi đấu thứ hai đã trôi qua. À, như vậy mình nghĩ đội sở thi đấu Thanh Hiền vào sân. Phúc Hiền vào sân các bạn. Phúc Hiền vào sân, Thanh Nhân vào sân, CK vào sân. Đó là những cái tên vào sân của đội sở thi đấu. Đâu thì tiếp tục. Còn là Hiếu Nhỏ. Ca Tông. Và đây là Ngọc Quý. Ngọc Quý là lũ đã mở tỷ số trận đấu chúng ta các bạn. Một siêu phẩm rất đẹp. Những em. Và đây là Sĩ Ke Sĩ Ký đội chuyền cho Thái Minh. Ba người, Thái Minh, go! Và xử lý rất hay của Thái Minh ngoài. Quý điểm bóng đi qua cầu nhọc. Ngọc Quý. Một lần chuyển của Đồng Hiếu dành cho Khá Tôm. Khá Tôm cũng đã, ngày hôm nay thì Khá Tôm đi đấu vị trí trung vệ nhưng đã cũng đã có một bàn thắng cho Kim Bình các bạn. Xin chấm đá bạn. Khá Tôm, không vào. Thái Minh. Đó là một chuyện đến với chú Thành Nhân. Bóng vẫn còn bạn Lộc Diếu. Một chuyện mặt tường của Ngọc Quý dành cho Lộc Diếu. Lộc Diếu chỉ bóng cho Hiếu Nhỏ. Và đây là Ba Lùng. Vẫn là các thủ cầu hai bé bé. Nghĩ đi, quýnh banh đi mà quá.
đây làm cái gì chạy không nổi vô kìa gần đâu. Đánh banh. Ôi nhỏ nó thừa nó đá banh là tối rồi, nó đá quýnh không nổi. Chừng là canh hổ xanh. Qua quýnh banh quýnh nổi nó thừa già rồi đồ mấy nhỏ ăn hiếp tình buồn. Đấy. Dữ nhỏ. Đá tôm. Chừng là canh hổ xanh. Rồi ba luôn các bạn. Thủ cắt bóng của công lý sẽ làm tình huống đá góc dành cho cầu thủ áo xanh cầu phê vẫy bé và lên đầu cắt bóng của Thành Nhân tiếp tục sẽ làm tình huống đá vào góc cho cầu thủ áo xanh. Đây là Lộc Chiếu và đây là Hiếu Nhỏ. Thái Minh đụng trả bóng về dành cho thủ môn Quang Khải. Đây là Xe Kỳ. Đó là Nguyễn Chiền hướng đến vị trí của đây là Phúc Hiền các bạn. Hiểu nhỏ. Nhật em. Của Nhật Đế có bầu. Lưới đã gùng. Nhưng chưa có bàn thắng cho Nhật An cho đủ dứt điểm gì coi. Phúc Hiền các bạn. Ba luôn. Lộc Chiếu không bầu. Đội thủ môn Hoàng Khải. Chỉ cho Sike Seki. Đây là ba lùng các bạn. Được ba lùng. Sẽ là ruộng đá phạt cho các đủ cầu thủ bé bé bóng đã chạm tay của Tiến Lĩnh. Kha Thôn. Hiểu Nhỏ. Đây là công lý. Điều chuyện của Sika. Ngọc Quý. Ở đây là Hiếu Nhỏ các bạn. Vẫn là các đồ áo xanh. Chuyền về dành cho Kha Thôn. Hiếu Nhỏ. Là ba lùng. Vẫn là các đồ áo xanh. Để biên cho các cầu thủ cà phê vẫy bé. Đẹp chơi lắm chịu anh thiệt. Chơi đánh thiếu đại chơi như làng như sao tôi đã gà chơi đánh gà tôi cũng làm việc. Rồi xin mời Kha Tôn. Rồi xin Nhạc Viên hướng đến vị trí của Ba Lùng. Ngọc Quý. Nghe nhậu đó, nghe nhậu rồi đúng bữa nữa. Tại tôi chơi đâu có nhậu. Lộc Chiếu. Và đây những em. Đó là những em của đội truyền. Đó đội truyền cho Hiếu Nhỏ nhưng chưa thành công. Để biên cho các thủ xanh. Và sẽ lo bàn để biên cho các thủ áo cao. Các thủ sao mấy tố FC. Công lý. Đây Thái Minh. Chưa được. Và bóng qua hay của Kha Thôn. Đây là Phúc Hiền. Thành Nhân. Thái Minh các bạn. Rất đông các thủ xanh. Đây là Ngọc Quý. Một đường chỉ dài. Đường đến bên dưới như các em. Sẽ là một tình huống đá vào góc dành cho các thủ xanh các bạn. Yếu Nhỏ là cầu thủ đá phạt góc cho cầu thủ cà phê bảy bé một chi bóng. Ngọc Quý. Và bộ lề của Ngọc Quý các bạn. Bóng lên cho thủ môn Quang Khải. À, như vậy Quang Đầu Đen cũng đã được tung vào sân các bạn. Bên phía đội cà phê bảy bé thay cho những em. Bên phía đội xã Mỹ Tú cũng có sự thay đổi cầu thủ. Lương Hoàng cũng vào sân các bạn để thay cho Công Lý. Đây là Tiến Lĩnh. Phúc Hiền. Vậy chú Phong mới hạ số đuôi nôi chú Phong. Gì? Mới hạ không?
là Thái Minh các bạn. Không có một nụ sản lũ nào bên trong. Còn đây là Mai Cầu Hương Sơ Gà. Mai Cầu Hương Sơ Gà bên kia chứ chơi gì được. Hiểu nhỏ. Ngọc Quý chưa được. Đây là Si Ké. Mượn xì nhạc biên dành cho tám nhân. Sẽ làm tình huống ném biên cho đội bóng xanh các bạn. Và đây là pha đi bóng lộc dữ làm gì đây đêm không bầu. Tám nhân. Và cái bóng của luồng cắt bóng của Trung Huệ đó là Linh Hoàng các bạn. Ném biên cho các đội bóng xanh. Dĩ Khang chuyền bóng cho Hoàng Đào Đen cấp ngược. Hiểu nhỏ. Để khá tôm vẫn là các hộ cà phê bé bé Ngọc Quý. Cú dứt điểm từ xa bóng lên dành cho các hộ áo xanh cà phê. Xin lỗi bạn các hộ sẵn cái túi Tiến Lĩnh. Đây là Sike Seki. Và đội bóng Ngọc Quý. Ngọc Quý bóng chưa được. Đây là Tiến Lĩnh các bạn. Chị Thái Minh các bóng kịp thời của Hoàng Đầu Đen. Đó là đường truyền của Ngọc Quý cho Hiếu Nhỏ. Hiếu Nhỏ chuyền bóng cho Hoàng Đầu Đen. Hiếu Nhỏ Lộc Diếu. Đủ cắt bóng của Si Ke các bạn. Sẽ là một tình huống ném đi cho cao thủ Sảng Mỹ Tú. Đây là Tám Minh. Đây là Bá Lùng. Đủ cắt bóng của Phúc Hiền. Sẽ là một tình huống ném đi. Xin lỗi bạn Phan Cát Pháp lên dành cho đội bóng Hoàng Hải. Đây là Lương Hoàng. Vẫn là các cầu thủ cà phê bé bé. Đây là Ba Lùng. Ngọc Quý. Cá Tô. Đây là Hiếu Nhỏ. Vẫn là cao thủ cà phê bãi bé Ngọc Quý các bạn. Một đường chuyền dài đến vị trí của Ba Lùng nhưng hớ mạnh. Và qua người của Lương Quang các bạn. Một đường chuyền cũng đến vị trí Tiến Lĩnh. Hai đội đá hay quá. Đội Thiên Châu đá cũng bình vậy. Đẹp. Chữ đẹp đúng không? Tại vì điểm của Thái Minh. Đội bóng Dĩ Khang cũng đã cắm phá thành công. Đó là một cái bóng Hiếu Nhỏ. Đây là Hoàng Khải các bạn. Hãy lớn về. Thành nhân. Đúng không? Em tán nha. Mình chuyển đến với chiếu Hiếu Nhỏ. Ngọc Quý. Hello Quang Kiệt. Hello anh trai Quang Kiệt. Dẫn điểm. Đây là Phúc Hiền các bạn.
Đây là Si kia. Đó là mình xìm đến vị trí thái minh các bạn, hơi mạnh. Xe này tình huống khó bóng lên dành cho thủ môn, đó là thủ môn Nhĩ Khang Bá Lùng. Qua được ghi có gì đâu, đúng không? Khá tôm các bạn. Đây Ngọc Quý. Ngọc Quý dưới đêm gấp em của Ngọc Quý các bạn. Quý vừa ghi bàn số lên 74 cho các cầu thủ cà phê bảy bé các bạn. Tháng này anh về những điểm gấp đẹp của Ngọc Quý. Cái đó là bình luận viên phải chọn bàn thắng đẹp phải không? Bàn sầm sàm ra người ta bình luận nhiều cũng trao giải đó. Thì số được lên 74. Trong khi đó tháng đó em đẹp nhất luôn. Trời. Có thằng nào đóng với banh nhanh như em mà ảo không? Lại công lý các bạn. Lại lưỡi qua. Chưa bảo quá, bà đó đẹp này. Nãy trái đó, nãy trái nãy đẹp hơn, trái mọi thứ số đẹp. Đừng gặp quý các bạn. Ở lưỡi qua, một lưỡi chi. Cá thôi. Đây là Lộc Diếu. Diếu nhỏ. Cũng dứt điểm có bầu. Bấm lên cho nó một hoàn thể. Đó đường truyền của Tiến Lĩnh. Và đây là đường truyền của Sĩ Ca. Sĩ Ca đang gì đây? Quả nâu đen các bạn. Và đây là Lương Quang. Thái Minh Lượng Hoàng làm gì đây chứ đêm. Bóng đi hết được 10 dọc. Sẽ làm tình huống đếm biên cho các cầu thủ Sao Phải Tú. Và đây là Công Lý đường chuyển đến vị trí của Lương Quê các bạn. Thầy Hiểu nhỏ. Ngọc Quý. Một đường chuyển hướng đến vị trí của Kha Tôn. Rồi Vũ Lâm bây giờ gia nhập câu lạc bộ giải trí luôn hả Vũ Lâm? Đó là chuyện Kha Tôn Ngọc Quý. Và đây là Dĩ Khang các bạn, vẫn là cao thủ cà phê bảy bé. Đây là những bốn điều dòng người cuối của hiệp điều thứ hai coi. Rồi ba luôn. Đào Chiếu. Hiểu nhỏ. Đẩy vô đó giữa. Đẩy vô đó giữa thì giữa cao phải chịu rồi. Đây là Hiểu nhỏ các bạn. Lộc Chiếu Ca Tôn vẫn là các lỗ xanh Ngọc Quý. Vẫn là các lỗ xanh Ca Tôn. Đây là Dĩ Khang. Lòng Diếu các bạn. Diếu nhỏ. Nhỏ Lòng Diếu. Và đây là Hoàng Đầu Đen. Wow. Và đang vừa ghi quay. Điểm số lên 84 cho các thủ cà phê bảy bé. Chúng ta sẽ có 2 phút bây giờ cho trận đấu hôm nay. Như vậy Thanh Đạt cũng đau vào sân trở lại như là Hải Đăng. Đây là Lương Quang.
Còn thứ ba, thứ bảy nào cũng gặp tỉa lại nha. Anh Đạt. Nè, tiến lên, đúng không? Tiến lên, tiến lên. Một vị khang nào, ông chính xác rồi. Đây là Hiếu nhỏ. Hải Đăng. Ca tôm các bạn. Lại đó, coi heo quá ha. Dạ, ca tôm. Hiếu nhỏ. Ngọc Quý. Và cái bóng của Lương Què sẽ làm tình huống đá phạt góc cho cao thủ cà phê bảy bé. Ổn dẫn không? Và cái bóng của Thanh Đạt. Chùa Hoàng Khải các bạn. Và như vậy trọng tài Thanh Đề cũng đang nói còi kết thúc trận đấu. Chiến thắng dành cho đội cà phê bé bé trước đội sao Phi Tú với tỷ số là 8-4 các bạn. Và đương nhiên xin tạm dừng trận đấu tại đây và hẹn gặp lại quý khán giả của các bạn trong những trận giao hữu tiếp theo. Trận Phương ngoài đệm 66 có siêu phẩm gì nữa không? Có hai siêu phẩm luôn rồi, cùng ngoài đệm ơi.